2022 diễn ra từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 14 tháng 10 năm 2022. Phát biểu khai mạc hội thi, ông Đỗ Năng Khánh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp, trưởng ban tổ chức cho biết, hội thi năm nay có 381 thiết bị của 191 cơ sở giáo dục nghề nghiệp đến từ 57 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tham gia. Các thiết bị đăng ký dự thi tập trung ở 4 nhóm nghề: công nghệ, kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông, công nghệ kỹ thuật cơ khí, máy tính và công nghệ thông tin, cùng nhóm nghề tổng hợp. Không chỉ tăng về số lượng, hội thi năm nay còn được đánh giá cao về chất lượng với nhiều thiết bị tự làm, đáp ứng tốt các yêu cầu về kiến thức, kỹ năng của chương trình đào tạo và được sử dụng tối đa trong quá trình giảng dạy của các trường, phù hợp với điều kiện thực tiễn và ứng dụng khoa học công nghệ thời kỳ 4.0. Lãnh đạo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội yêu cầu Hội đồng Giám khảo tập trung trí tuệ, năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đánh giá chính xác công tâm khách quan để lựa chọn ra những thiết bị xuất sắc nhất, đại diện cho phong trào sáng tạo thiết bị đào tạo tự làm, qua đó tiếp tục thúc đẩy phong trào nghiên cứu sáng tạo trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phát huy tiềm năng trí tuệ của đội ngũ nhà giáo, học sinh sinh viên, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong thiết kế chế tạo thiết bị đào tạo. Đây cũng là cơ hội để các cơ sở giáo dục trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.